Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939. Ông được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất nổi tiếng. Những tác phẩm có ca từ độc đáo, mang hơi hướng suy niệm. Ông mất vào ngày 1 tháng 4 năm 2001 và cho đến tận bây giờ tròn 20 năm khi người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã lìa xa cõi tạm, để lại cho đời hơn 600 ca khúc. Giới mộ điệu dường như vẫn chưa một ngày lãng quên ông. Ngược lại, họ vẫn dành cho ông sự ngưỡng mộ và trân quý bởi tiềm năng sáng tạo độc đáo qua những bản tình ca không tuổi. Trịnh Công Sơn quê ở làng Minh Hương, xã Vĩnh Trì, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất giàu thơ, tình như Huế, Trịnh Công Sơn được nuôi dưỡng tâm hồn trong những góc nghệ thuật cổ điển Việt Nam. Ông được học vẽ, chơi đàn, tìm hiểu văn hóa quê hương và đất nước thông qua sách báo. Tuy nhiên, âm nhạc là cơ duyên đến muộn của cố nhạc sĩ sau lần tai nạn năm 18 tuổi. Khi ấy, Trịnh Công Sơn bị thương nặng ở ngực vì tập judo, phải nằm giường bệnh nhiều tháng. Khoảng thời gian ông tìm hiểu dân ca, đọc sách về triết học, văn học. Khi rời khỏi giường bệnh, trong tôi đã có một niềm đam mê khác, âm nhạc. Nói như vậy hình như không chính xác. Có thể những điều mơ ước, khát khao đó đã ẩn chứa từ trong phần sâu kín của tiềm thức, bỗng được đánh thức, trỗi dậy. Hơn 600 bài ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh thì đều nói về tình yêu và thân phận. Tình yêu và thân phận cuộc đời là hai chủ đề lớn nhất trong kho tàng âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Mỗi sáng tác của Trịnh Công Sơn đều mang chất thơ, nhạc khác lạ với nhiều ca khúc thị trường hiện nay. Cố nhạc sĩ sử dụng văn học với phép ẩn dụ, hoán dụ, câu hỏi tu từ hoặc những từ đồng nghĩa, từ phức để miêu tả về cuộc đời. Nhạc sĩ Phạm Duy từng nói về nghệ thuật Trịnh Công Sơn mang lại rằng toàn bộ âm nhạc của anh đẹp như một bức họa trừu tượng hơn là tả thực. Cả nhạc lẫn lời, cả sắc lẫn hồn thơ, nghe lãng đãng, mơ hồ, khó phân định cho đúng nghĩa. Ca khúc của Trịnh Công Sơn có giá trị văn hóa to lớn, được dịch sang nhiều thứ tiếng và các nghệ sĩ trẻ luôn làm mới để hát được nhạc của ông. Trong cuộc đời âm nhạc của anh, cuộc đời sáng tác của anh thì có rất nhiều những ca khúc mà nó rất gần với kèn saxophone. Chúng tôi gắn bó với âm nhạc Trịnh Công Sơn qua những giai điệu. Thông qua cái giai điệu rất bình dị của anh Sơn thì chúng tôi có thể truyền tải được những cái kỹ thuật. Mặc dù nó ở dạng rất đơn giản nhưng mà cũng tạo cho khán giả một cái thưởng thức, một cái gì mới lạ. Cái phần về ngôn ngữ nó lại giúp cho mình thẩm thấu về cuộc đời và suy ngẫm về cuộc sống một cách nó thấu đáo hơn, một cách tĩnh lặng hơn. Ngoài nhạc tình, Trịnh Công Sơn viết nhiều ca khúc về mảnh đất Huế và quê hương Việt Nam thơ mộng. Truyền thông và khán giả từng vinh danh Trịnh Công Sơn là biểu tượng văn hóa đại chúng Việt Nam trong nhiều năm. Những giá trị ông mang lại không chỉ có âm nhạc, chất thơ, tình được công chúng yêu mến rộng rãi. Mây bay khắp xứ chân mờ cõi xa vàng phai.